Vâng, đó Phương Thủy MC xin chào quý vị các anh chị cô chú ha. Khi mà chúng ta biết về đá và chúng ta có những cái niềm đam mê với đá và muốn sở hữu những cái viên đá hoàn toàn là thiên nhiên. Và khi chúng ta biết đến vùng đất Lục Yên, chợ đá quý Lục Yên bái hả quý vị ha, thì chúng ta cũng mong muốn là được một lần ghé đến chợ Lục Yên bái để xem coi ở đó có những dòng đá gì và giá trị của chúng ra sao và chợ Lục Yên bái thì nó như thế nào hả quý vị ha. Kèm theo đó là chúng ta thích những cái viên đá giá trị thật hoàn toàn là thiên nhiên, thì nay LG sẽ mời quý vị chúng ta cùng trải nghiệm về một nơi mà có những cái dòng đá Lục Yên, mà nói chung là nói về sản lượng và trữ lượng thì như quý vị xem qua những cái video được thực hiện tại vùng đất Lục Yên bái hay là chợ đá Lục Yên bái, thì ở hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng có như thế không quý vị ha. Và mời quý vị chúng ta cùng LG trải nghiệm nhé. LNG xin chào quý vị. Để đăng ký kênh, chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy. Với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Và đây như trước mắt chúng ta quý vị đang thấy đây, thì đây là một cái phôi thô ruby Lục Yên bái nè. Thì AMG sẽ soi từ phía sau để quý vị có thể thấy được cái chất thịt của ruby. Và một khối nguyên như thế này để mà tạc thì hiện tại ở Lục Yên bái cũng không có nhiều hả vị ha. Và kế đến là tinh thể ruby, cái này thì tinh thể nhỏ gọi là răng chó, nhưng mà tinh thể chúng ta chắc là răng voi rồi đó, quý vị thấy ha. Còn đây là sapphire trắng ở Lục Yên bái. LNG đã lột cái lớp da sần sùi và đen xì bên ngoài để cho nó lòi ra cái dãy sapphire trắng hả quý vị ha, trắng ngà của sapphire ra để cho chúng ta cùng trải nghiệm. Và kế đến là một cái tinh thể Sphenel xanh cô ba. Cái loại mà chúng ta cũng vừa biết đến chúng thời gian qua LNG đã giới thiệu tới hả vị ha. Và đây là những cái đá gốc có trên đó là tinh thể của Sphenel lẫn cả ruby, rồi mica và kể cả dòng pyrite hả vị ha, hay còn gọi là vàng găm. Đó. Thì đến với LNG thì như quý vị thấy là những cái tinh thể ruby Lục Yên bái có thể mài camason hả vị ha, hay còn gọi là hay còn mài giác hả vị ha, hàng mài giác cũng có luôn. Đó thì như quý vị thấy nè, ở hàng thô chúng ta có, hàng tinh thể chúng ta có, và kể cả hàng thành phẩm chúng ta cũng có hả vị ha. Đây, lát nữa thì chúng ta xem qua tới đây là ruby nè quý vị. Đó. Lát nữa thì chúng ta xem qua tới dòng Sphenel hả vị ha, để chúng ta cùng nhau có những cái trải nghiệm, những cái cảm nhận về cái showroom của LNG tại thành phố Hồ Chí Minh, về những cái dòng đá của Lục Yên bái mình. Ở cái bịch tuột anh quăng đâu rồi nhỉ? Cái bịch tuột mà lên anh quăng đâu rồi tại nhỉ? Còn đây là cái quá trình mà anh em đang ngồi lựa chọn. Thì như quý vị thấy là đây, nói về dòng Sphenel thì chúng ta là như quý vị thấy nè, rất là nhiều cây ha. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, và ở đây nữa những cái dòng mà đỏ đỏ hồng hồng hả vị ha, ánh neon luôn nè, rất là đẹp nè. Và ở đây thì thợ chúng ta như quý vị thấy là đang ngồi lựa theo màu hả vị ha, vì đây là những cái viên Sphenel đều là hàng mài cắt được hết đó, quá trời trời, chưa hết đâu quý vị. Cái này mài là đó, ở video này thì LNG muốn chia sẻ với quý vị thiên nhiên là đây hả vị ha. Đó. Khi nào mà mài hết cái này, hoặc là khi nào mà thế giới này không còn đá nữa, thì LNG mới tính đến chuyện là hàng xử lý hay là hàng
thủy tinh thôi vậy ha. Chứ còn mà còn đá thì em thì còn hàng thiên nhiên thôi. Và đây nữa quý vị, à, một bịch trà bá lửa. Không biết rằng là mấy anh thợ có anh nào mạnh dạng mài hết cái chỗ hàng của em đi không hết vậy ha. Này chỉ là một số nhỏ thôi ha. Và kế đến là đây đó, AMG đã cho mài và lên hộp những cái viên sạch vinyl từ màu hồng, màu đỏ, nói chung là tất cả các màu AMG đều có hết vậy ha. Còn về độ thiên nhiên thì như quý vị thấy rồi đó. Bên chúng ta hàng thô sạch vinyl. Và khi mà quý vị đến AMG thì chúng ta sẽ được trải nghiệm từ những cái viên thành phẩm sạch vinyl. Đây, từ những cái viên thành phẩm sạch vinyl cho đến những cái viên đá thô. Ở ngoài nhìn đẹp hơn hả vậy ha. Tại chúng ta quay ở đây thì nói chung là nó ánh sáng đèn là nó không có ok. Tại vì những người kinh doanh thì thừa biết rằng là cái dòng đá nào cũng vậy. Nếu mà chúng ta quay giấc 9 giờ sáng hoặc là 4 giờ chiều thì nó sẽ có một cái độ feel cho đá rất là đẹp. Cái đó thì anh em nào kinh doanh cũng biết cả. Cái này ruby tắm không nói hả vậy ha. Đây, còn một mớ hàng thô em đi chỉ làm nền thôi nè. Đó. Như đây chắc là đủ để quý vị có thể là hiểu rằng là LNG để em bật đèn thôi vậy ha. Và ở đây chúng ta có những cái viên ruby thôi vậy ha. Như quý vị thấy là nắp hộp hơi bị dơ. Những viên ruby khá là đẹp, khá là rực, cũng như là những viên sapphire luôn. Đó. Hàng hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên. Chúng ta có thể giám định bất kỳ trung tâm nào và cũng có thể giám định bất kỳ quốc gia nào. Đó là điều mà AMG có thể mang đến cho quý vị những cái đây cũng là ruby hết quý vị ha. Những cái gọi là những viên đá đẹp, những cái món trang sức cao cấp và những cái đẳng cấp khác biệt. Vâng, không phải là chỉ là khâu lựa chọn trong kia hết vậy ha. Đây cũng là một khâu lựa chọn nữa từ hôm qua. Và như quý vị thấy là đá được phân chia theo từng loại và từng cấp bậc khác nhau. Đó. Và chúng ta là cũng có thể là trải nghiệm được từ nãy đến giờ là bên phía AMG đã có được những cái chất lượng và những cái hàng như thế nào hết vậy ha. Và đây là những cái tinh thể emerald trên đá gốc thì AMG để trưng bày để cho khách tới có thể là tham quan được rất là nhiều những cái dòng khoáng vật, những cái dòng đá hết vậy ha, để chúng ta có một cái sự trải nghiệm tổng thể, không riêng biệt như là chỉ là một số đá cho một vùng miền hết vậy ha. Chúng ta có một cái sự đa dạng hóa. Và như quý vị thấy đây đấy, hàng si coban hết vậy ha, với rất là nhiều tông màu. Như quý vị thấy đây đó, chúng có rất là nhiều tông màu. Thì để mà có thể ghé, nếu như mà quý vị thích thì chúng ta có thể là ghé LNG cà phê để mà giao lưu, để mà trao đổi trải nghiệm về những cái dòng đá mà chúng ta đang đam mê và đang yêu thích và cũng như là đang muốn sở hữu hết vậy ha. Thì LNG xin chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.